Bình thường á, nếu chúng ta mà làm trên cái món thật của khách á, thì mình sẽ dùng cái nước số 1 là cái Fab này để mà mình clean cái oil trên tay của khách. Nhưng mà đây á, mình làm trên cái món tiếp cho nên mình sẽ không cần tới cái nước số 1 mà mình sẽ dùng cái nước số 2 và cái Natural Bay của Extreme Natural Bay. Thì cái Natural Bay này á, mình sẽ apply hai lần. Thì lần thứ nhất á, bây giờ là mình sẽ sơn cái nước số 2 cho đều trên cái móng tiếp. Sau đó là mình sẽ nhúng. Thì khi sau khi mình nhúng xong á, mình dùng cái cọ mình vừa phủi cái phần bột thừa đi. Thì sau đó là mình sẽ apply lần thứ hai về cái base. Rồi sau mình sẽ nhúng. Thì sau khi mình nhúng hai lần cái natural base á, thì mình sẽ dùng tới là cái nước số 3. Cái nước số 3 để cho nó khô cái bột và nó cứng cái bột. Sau khi mà mình dùng cái nước số 3 xong á, thì mình sẽ chạy máy và dũa và bóp phở. Thì ở đây là mình chỉ bóp phở thôi, do cái đây là cái món tiếp giả cho mình chỉ bóp phở thôi. Mình bóp phở cho cái bề mặt của cái bột nó láng bóng. Sau khi mình bóp phở xong á, là mình sẽ dùng tiếp cái nước số 3. Cái nước số 3 này á, nó hép cho cái món bột chúng ta nó chắc, và cái nước số 4 nó mau khô. Thì kế tiếp nữa là mình sẽ dùng tới cái nước số 4. Ở đây là mình dùng cái Extreme Finish Gel ha. Sau khi mình apply cái Extreme Number 4 Finish Gel này lên, nó khô, thì mình sẽ kế tiếp nữa là mình sẽ dùng cái Top No Clean. Thì Top No Clean nó sẽ là cái base cho cái màu Colorama này. Thì cái Top No Clean ở đây chúng ta sẽ dùng hai lần apply. Thì lần thứ nhất apply á, là mình sẽ hơi đèn trong vòng 30 giây. Mình sẽ hơi trong đèn 30 giây. Sau khi mình hơi đèn 30 giây xong á, là bắt đầu mình mới apply cái màu Holoram mình lên. Thì khi mà mình apply cái màu Holoram á, mình nhúng với tay khách trong cái hũ bột 4 tới 5 lần để cho những cái màu Holoram nó bám trên cái nền base. Rồi sau đó chúng ta dùng cái ngón tay chúng ta chà nhẹ. Chúng ta chà nhẹ thế này để cho những cái màu Holoram nó bám lên cái nền base và cái màu của nó lên màu. Thì sau khi mà mình chà, nhớ là chà nhẹ thôi ha. Sau khi mà mình chạy nhẹ thì cái màu nó sẽ ra như vậy, và mình lấy cái cọ mình phủi cái màu kim tuyến, cái hạt kim tuyến lớn đi cho sạch. Sau khi mình phủi sạch như thế này rồi á, là cái bước cuối cùng luôn là mình sẽ dùng cái Top No Clean. Thì cái lần này mình sẽ hơi đèn là 1 phút 30 giây. Mình hơi đèn 1 phút 30 giây. Sau khi mà mình hơi đèn 1 phút 30 giây á, thì cái sản phẩm nó ra nó sẽ là như thế này. Cái màu sắc của nó là cái màu sắc màu tím hồng nhẹ, và cái ánh chiếu của nó là màu là sắc cầu vồng. Đây là cái tiêu chuẩn của màu Holoram. Thì đây là mình dùng trên cái nền base cho là cái màu ra nó sẽ sản phẩm ra nó sẽ là như thế này. Và nếu như chúng ta dùng trên những cái nền base màu khác nhau, giống như chúng ta dùng trên màu đỏ, thì khi mà chúng ta apply cái màu Holoram lên á, thì nó sẽ cho ra cái sản phẩm cái màu đỏ đậm, có màu ánh tím và màu xanh. Và nếu như chúng ta làm trên cái nền màu đen thì cái màu Holoram ra nó sẽ như thế này. Thì cái màu Holoram này á, chúng ta có thể áp dụng, có thể apply trên nhiều cái nền màu khác nhau.
Ở đây mình sẽ so sánh cho thấy đây là cái màu thứ nhất bên tay phải á, nó là trên cái nền bay, và cái chính giữa là trên là màu đỏ, và cái bên tay cùng bên tay trái nó sẽ là cái nền bay màu đen.